Rồi, thế là chúng tôi tiếp thôi. Tiếp sức mùa thi. Rồi, cố gắng làm C nữa nào. Mang đứng tính là ngày chiều 3 C, tối làm 3 C với Bách nữa. Ngày 6 C. Ngày nào ông thế này lương tháng trăm củ mất. Thì trận C4 đấy, các anh nhìn trận quân C4 đi. Hết rồi còn đâu nữa. Nghỉ rồi. Rồi trận đầu C5 nào mark kê. Yeah, cho và mark xong, cân. Này bài đầu Max C đến từ game thủ xi măng. À cầm quýt xin lỗi. Xi măng cầm su, bên kia là cho son của BB. Và game thủ dương còi là người cầm Yamato. Bằng quân được đánh giá là cân trận đấu này. All
Vâng, tối có kèo Hồng Anh Mạnh và lớp tí anh em nhé. Hoàng Mai Nhi Xi Măng và Chip Boy và game thủ Nam Sâu Kiêu. Hiện tại các game thủ bên phía team 6699 cũng đang tương đối tiến bộ. Tiến bộ nhanh. Đây là bài đấu của game thủ cầm Summer Xi Măng. 25 đồng dân, kết cả 8 tròn. Cam Quýt cầm Mark C, 21 dân. Cái gì đã chết một dân à? Mày có chết dân hay không đây? Kích đời lúc khá lâu rồi. Vâng, mỗi anh em mình với anh Bác chắc là cố gắng mỗi ông vặt một cái lốp thằng BB kèo này. Ông Xi Măng, ông Quýt, mỗi anh em làm đôi gương. Thế là đẹp. Không được lốp à? Đấy, nãy hỏi không nên nói gì. Vậy Bác báo vậy là ngày hôm nay không được tí lốp nào rồi. Vâng, Quýt vẫn là người lên đời sớm nhất map, 21 dân, kích 9 dành cho Quýt. Bên kia có IA và có Trò Son. Còn Trò Son trận này coi như phế luôn vì không thủ được full. Quýt trận này đánh 4 dân đầu vàng, khả năng là chơi Y rồi. Đang nhét dần, cái con dân kia nó ngu thế à rồi. Nghẹt đẹp đến thế rồi, nó còn đóc trò, nó còn chui vào trong. Đấy, rồi, vẫn đẹp, vẫn đẹp. Đây là nhà game thủ 1-5, game thủ dưỡng coi. Bì đang ra rất nhiều ruộng rồi này. À, game thủ dương coi Yamato Xi Măng bên kia mới đối đầu với nhà Xi Măng đánh cùng có hốc. Công tê luôn Xi Măng. Yamato dương coi đánh chém rồi. Đánh xe mang kích cuối 10 trận này. Vâng, dò thủ dành cho dương coi. Vâng, quân này đội bạn đánh thủ ư? Vẫn đang muốn đánh bài châu chem. Quần này đội bạn đánh thủ thì có lẽ là lời muộn. Rồi một cái e nữa, một cái e đấy là coi như kín nữa khoanh ruộng. Rồi một ruộng và vẫn phải một e nữa. Hay là thêm cái ruộng nữa nhỉ? Đang căn lực và khả năng quyết thì thêm cái ruộng nữa. Nào Xi Măng khung lắm, không có đường vào đâu. Rồi thả Y vào nhà Yamato luôn. Con Trò Son này nó thích làm gì nó làm. Cho làm gì thì làm. Khả năng bên bạn còn bắt bài bên mình đánh đánh châu phù, bên bạn còn chuyển công an một áo cơ. Xi Măng ra tên cung R đầu tiên. Đây chỉ là cung R của Summer. 4A siêu đều, sóc phần tiếp. Rồi tiếp tục đều. Điều R hit and run hay thế à rời. Rời hit and run kìa. Chém trâu quá. Thằng Quýt 27 bắt đầu có y thủ ở nhà. Nhìn thế này cả thằng Huyền Kiệm hết cửa rồi. Có y Mark C còn chưa bắt gì. Ở đấy anh em quên à, không nhớ không làm còn đề lại quên mất. Ở nói thế thôi mình không chơi. Thằng làm còn 31 có phải ngon không. Mà cứ giữ khoanh ruộng là được. Bãi gỗ bắt thì kệ nó, cứ hai y đều ra. Và thả y sang nhà Yamato. BB vẫn có định lao chém vào đây.
2 y cho Quýt rồi. Lao chém để đổi lên ra sân gỗ của bên mình. Lên cung A hai áo xong thì dừng còi rồi. Căng rồi nha. Cung A hai áo dừng còi rồi đấy. Y của Cam Quýt y giáp 4 chưa có chiếc đồng. Có lẽ nhịn một tiền tuần thực nữa để có thể lên chiếc đồng cho Cam Quýt. Hay là sang bắn Quýt được cho Son đi. Sang bắn IA luôn à. Bắn Yamato luôn tham lại cân đấy nhá. Đồng cung mà. Đâm chết cho Son đi, kệ được IA đấy. Đâm nổ lờ cho Son luôn. Quýt lên được cái chiếc đồng nữa thì mát. Lọt, lọt, lọt. Rồi, lọt nhà cho Son một tơn. Cho Son nó đánh chắc nhà và nó bơm đồ cho ông Yamato lên. Cho nên là lên A là hơi sớm. Sang giết thằng trò đi nhá. Giết thằng trò đấy. Cô lập con Yamato về đây là Dương Còi cầm. Chỉ là Dương Còi cầm thôi. Xi măng có đen cái nhà chính không vào trong kia mà làm hốc không nhỉ. BC bê sủng ra. Phát một tơn lên chiếc đồng 3 để cho Cam Quýt. Bắn mặt sát mép 9 giờ nhá, đâm nổ lờ. Đấy đấy, cái mặt đấy, cái mặt đấy, cái mặt trong đấy đấy. BC luôn dành cho Xi măng, hình như vẫn lọt đấy. Đấy đúng rồi, bắn mặt này là đẹp rồi. Áp lực cho cung Nga nó phải ra phía bên này. Chỗ BC khả năng hở đấy nhá. Quýt báo về bị đâm y. Xi măng sang bắn hộ y cho Quýt nào. Thì mình nghỉ giáp 4 rồi. Quýt tham 24. Tránh tình trạng mất tham. Xi măng bị dí luôn. Tham 50 thì măng. Còi chuyện này đánh khỏe thật. Không, Xi măng vẫn đỡ được. Còi mất nhà đấy. 45 cho Xi măng vừa đỡ được nhà. Chắc chắn đỡ được nhà, đỡ được. Có vài con cung A rách này. Rồi đỡ được nhà cho Xi măng. Tham lai là 40. Vâng, đúng là còi có khác, không để ý và còi lủng nhà luôn. Rồi vâng vâng, bên bạn phối hợp hay quá. Tách một vài con chém vào. Vâng, còi tự nhiên bung ruộng luôn này. Không không, không đỡ được nha, không đỡ được nha. Quýt phải có y đấy. Xi măng tầm này nhà trong trong nhà có một con chém bác ơi. Sâu trong này còn một con chém. Còi tạm lủng ruộng một tơn. Cam Quýt tham 22 cày được hết nhà BB rồi. Căng đấy nhá, thế trận căng đấy. Nhưng mà thằng còi nhà không có cung A đâu Quýt ơi. Có xe xiên không? Xi măng báo về lại mất cung rồi. Hai sáu dành cho Xi măng. Bắt hết chém nào, bảy tiếp kè nữa. Rồi 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 rồi, vẫn bảy được. Bắt 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 mà Quýt đây, sát mép sát mép. Rồi bảy lại đi. Bảy e lại rồi, bắt hết chém của BB. Tuần này BB sẽ mất hết chém. Tham lai của Xi măng là 24. Xi măng vẫn còn dần, Xi măng vẫn sẽ hồi ra được. BB hết chém rồi, cùng ngào dí lên tiếp kìa. Nó dí tiếp cùng ngà lên. Tuần này vấn đề đỡ được không đây. Không có thực để có thể sóc quân. Y của Cam Quýt đang phải ra để có thể chiến những con cùng ngà hai áo này. Y áp sát được thì xiên được. Hoài Quýt 12 thôi. Hoài quá, trận này còi đánh khỏe thật. Chuyển nhanh quá. Còi trận này đánh hay. Tỷ số là 1-0 C5 cho bên phía BB Club.